chào các bạn nhé. Hôm nay ngày chủ nhật thì mình có đi quay video clip cho các bạn xem. Hiện tại mình đang ở xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Và ở thị trấn này thì ở xã này chứ. Xã này thì có trường cấp 3B và chợ Thượng Trại rất là phát triển các bạn. Từ lâu thì xã Hải Phú đã phát triển rồi, hồi mình còn rất là bé luôn. Nhưng bây giờ hiện tại sau Covid, mọi người đã đi lại rất là đông rồi. Sau giãn cách xã hội thì đã trở lại cuộc sống bình thường rồi các bạn ạ. Ở đây là một cái xã đã được đặt trường cấp 3. Ở đây nên là cũng tương đối phát triển, chứ không thể phát triển được như chỗ thị trấn ở huyện được. Hôm nay chắc là ngày tốt các bạn ơi. Ngày tốt nên là rất nhiều đám cưới và cũng là ngày nghỉ. Đám cưới ở quê mình cũng vui lắm các bạn ơi. Mình chuẩn bị tới chỗ trường cấp 3B. Ngôi trường này thì được thành lập sau trường trung học phổ thông A Hải Hậu. Thì ngôi trường này thì mức độ giảng dạy cũng tương đối, ở đâu thì cũng có người giỏi, cũng học sinh giỏi. Đoạn này là phát triển như thị trấn luôn các bạn ơi. Ngày trước hồi mình còn bé thì rất hay xuống đây chơi, ngày mà còn bé đi chơi điện tử, còn bấm cái trò chơi điện tử bằng máy cây ấy. Đó, dưới này cũng lại đám cưới tiếp các bạn ơi, rất nhiều đám cưới luôn. Đó, đám cưới của mình đông vui các bạn ơi, đám cưới này có vẻ to đấy. Rất là to các bạn ạ. Và đường xá ở quê mình được thấy hết rồi các bạn ơi. Được bê tông hóa và giải nhựa rất là đẹp rồi, không như ở một số nơi khác. Ví dụ như huyện Trực Ninh thì mình có đi, có một số đoạn đường còn xấu lắm. Nhưng mà mình rất là vui mừng cho cái huyện Hải Hậu mình là gần như không có chỗ nào là đi đường đất các bạn. Thậm chí ở đường bê tông ra ngoài tới ruộng vẫn đã đổ bê tông rồi các bạn. Ra ngoài ruộng cũng đổ bê tông rồi. Cơ cấu phát triển kinh tế của huyện Hải Hậu tương đối ổn định. Cơ bản là từ trước giờ mấy đời chủ tịch tỉnh ra đều ở huyện Hải Hậu mình, nên là cũng được đầu tư về phát triển phần nào đó các bạn ạ. Hiện tại mình đang tới chỗ, bắt đầu tới chợ Thượng Trại. Các bạn đấy, thấy chợ hôm nay hình như là phiên chợ các bạn ơi. Phiên chợ rất là đông vui. Mặc dù chợ miền quê thôi, các bạn nhìn thấy chưa? Đông lắm. Những anh em nào mà xa quê và sẽ nhìn qua màn ảnh kênh YouTube của mình, xem cảnh nông thôn của mình ở chợ. Và hiện tại xe buýt đã về tận nơi ngóc ngách làng quê các bạn. Mình còn nhớ thời đi học mà không có tiền ý. Mình có đi xe buýt cho đỡ tốn tiền. Hồi đấy còn nghèo lắm các bạn ơi. Nay chia sẻ với các bạn, tâm sự các bạn là ngày nghỉ thì mình đi thong dong cho đầu óc nó khuây khỏa, vui vẻ tâm hồn sau những ngày làm việc áp lực mệt mỏi. Ai cũng thế thôi các bạn ơi. Ở đây hiện tại chỗ này rất là phát triển kinh doanh buôn bán các hàng quán. Đặc biệt là ở quê mình có rất nhiều sông các bạn nhé. Quê mình là gần biển mà, những cái con sông mà đổ ra biển thì chằng chịt luôn,
quê mình về quê mình chỉ đếm sông là nhiều thôi. Mình đã đi qua chợ Thượng Trạng và lát nữa mình sẽ chuẩn bị tới chỗ cầu đen để đi ra xã Hải Ninh. Từ đây xuống tới chỗ ngã tư chỗ đèn xanh đèn đỏ dưới kia thì cũng rất là phát triển các bạn. Biết mấy anh em chủ nhật thì có đi đâu chơi không ạ? Mình thì khoảng đi ở nhà thì cũng nhanh như thế này. Nay mình đi phượt bằng con xe Future 1 này, chạy chất lừ các bạn ơi. Chất lừ đi tốc độ chậm thì X với Winner không đủ tuổi các bạn ơi. Thời tiết hôm nay rất đẹp để anh em đi phượt. Anh em đi phượt trời này nó mát mẻ, cực kỳ mát mẻ. Nó không có nắng gắt quá và nó tương đối nhẹ nhàng, vừa đủ ấm và không rét các bạn ạ. Không nóng quá như anh em mà đi phượt nóng quá là cũng mệt mỏi. Và mình cũng đi tham gia chợ đi vừa phải thôi, đi nhanh. Trước mình gặp nhiều vấn đề, nó không được may mắn, nó gặp nhìn nhiều cái nguy hiểm quá. Anh em đi phượt hoặc là đi chơi thì anh em cố gắng giữ được an toàn nhé. Mình ngày trước thì cũng rất là máu lửa, phóng rất là kinh khủng. Nhưng bây giờ các anh em phải thật sự dè chừng và làm chủ được tốc độ ở những đoạn đường đông. Các bạn đừng phóng tít quá, không thể xử lý kịp đâu các bạn ơi. Thật sự nó không thể xử lý kịp. Hôm trước mình đeo kính đen sang đường, bị thằng trẻ trâu nó đi, nó phóng tốc độ cao quá, mình không nhìn được là khoảng cách nó bao nhiêu. Mình nhìn nó khá xa nhưng mà nó phóng tốc độ quá cao và nó tới chỗ mình, nó còn kéo cố thêm, nó không hề phanh luôn. Và mình chém tí nữa là nguy hiểm. Cho nên là từ hôm đấy mình không dám đeo kính đen nữa các bạn ơi, chỉ đeo kính trắng nhìn cho nó thật. Các bạn đặc biệt chú ý anh em nào đi phượt nhé, mình có đam mê nhưng mà anh em phải chú ý thật sự, phải sang đường phải thật sự chú ý và căn được khoảng cách xe đang tới. Thì mình chia sẻ đến anh em, thì hôm nay mình chia sẻ là mình đi quay cho các bạn xem cái xã ở quê mình, và tí nữa mình sẽ quay nhiều clip nữa. Thì video clip lần này mình đã tới cái đoạn thưa dân cư rồi, thì mình xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video clip và các bạn đón xem những video clip tiếp theo, cái cảnh đồng quê và những điều thú vị ở những video clip tiếp theo các bạn nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều, chào các bạn nhé.